Chị ơi, nên đánh răng trước hay là ăn sáng trước hả chị? Ui, sáng mà không đánh răng mà lại ăn sáng á? Không được đâu. Cùng tìm hiểu xem là ăn sáng trước hay là đánh răng trước nhá. Cái nhóm bên này thì lại bảo là phải đánh răng trước để vệ sinh khoang miệng rồi sạch sẽ thơm tho trước khi đi làm. Yes. Còn cái nhóm bên này thì lại bảo là phải ăn sáng trước rồi mới đánh răng. Theo tôi tìm hiểu và được biết ý, thì cái nước bọt của chúng ta nó rất là vi diệu. Nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những cái mảng bám giữ cho môi trường ở trong khoang miệng của chúng ta này. Nó ở cái mức pH được cân bằng, tránh cho những cái con vi khuẩn nó phát triển hơn nữa trong cái nước bọt của chúng ta. Thế nhưng mà khi chúng ta ngủ ý, thì cái lượng nước bọt của chúng ta nó giảm tiết. Như thế thì vi khuẩn nó có những cái cơ hội để phát triển sinh sôi nảy nở. Thứ hai là lý do vì sao mà các nha khoa thì sẽ luôn khuyên chúng ta là nên đánh răng trước khi mà chúng ta ăn sáng. Vì cái vi khuẩn trong cái thời gian mà nó sinh sôi nảy nở trong cả một đêm dài như thế thì nó có thể là chuyển hóa những cái thức ăn còn dư, còn tồn đọng lại ở trong khoang miệng của mình và trở thành cái axit. Và cái axit đấy nó sẽ làm cho chúng ta rất là hại men răng và gây ra viêm lợi, viêm khoang miệng. Và khi mà chúng ta đánh răng trước khi ăn sáng ấy, thì sẽ loại bỏ được vi khuẩn và cả độc tố của nó nữa, tránh hại cho cái hệ tiêu hóa của mình. Đánh răng trước khi ăn sáng là tốt nhất và hợp lý nhất ý, đó chính là mọi người nếu mà sợ cái mùi fluor thì có thể là súc miệng lại nước muối là được. Bạn đang thuộc nhóm nào? Đánh răng trước rồi mới ăn sáng hay là ăn xong rồi mới đánh răng thì cùng comment xuống đây cho Thu nhá.